Chuyển sang một nội dung khác, bơi lội là môn thể thao có lợi cho sức khỏe. Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng ưa thích hoạt động này, nhất là khi thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, nếu nguồn nước hồ bơi ô nhiễm hoặc đi bơi không có các phương tiện bảo hộ bảo vệ, cũng như việc vệ sinh không đúng cách sau khi bơi sẽ rất dễ mắc bệnh, nhất là bệnh về tai mũi họng. Phòng khám tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, từ ngày đầu hè trở lại đây, tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ sau khi đi bơi được vài buổi xuất hiện tình trạng đau tai, mũi đặc, mủ xanh. Như trường hợp của bệnh nhi này là một ví dụ. Đợt này nghỉ hè cháu ở nhà thì mình cũng muốn cho bạn ấy đi bơi để vận động thêm ấy. Nhưng mà mấy hôm nay thì bạn ấy lại kêu là đau tai, nên là mình muốn làm cho bạn ấy đến đây để kiểm tra xem là tai có vấn đề gì không. Có bạn có khi là vừa nghỉ hè đi bơi được có 2 hôm, là muốn bố mẹ là muốn các con là học bơi để có sức khỏe, và cũng là môn bơi là cũng là một môn mà yêu cầu thiết yếu của một số trường cấp 1, cấp 2. Thì các ông bố bà mẹ đến là bác ơi đến đây, con em đi bơi được 2 hôm mà bây giờ nó kêu đau tai. Thì soi ra thì cái màng nhĩ của các bạn ấy sung huyết, phồng và ứ dịch. Mũi thì rất nhiều các mũi đặc xanh. Nước bể bơi công cộng thường có nhiều hóa chất tẩy rửa và có thể chứa nhiều mầm bệnh. Còn nước tại các ao hồ sông ngòi là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, ký sinh trùng trú ngụ. Dù bơi lội là một môn thể thao có lợi cho sức khỏe, nhưng nếu bơi ở những nơi có nguồn nước không hợp vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến đường hô hấp, dễ gây các bệnh như viêm xoang, viêm ống tai hoặc viêm tai giữa. Thầy dạy bơi sẽ có một cái quy chuẩn về một cái bơi làm sao đúng cách để không bị sặc nước, không bị nước làm sao không bị sục lên tai. Đấy, còn một cái nữa cũng phải tư vấn đối với các bạn là với cả người mà đi bơi, đó là khi bị nước vào mũi không nên dùng hai ngón tay bịt lỗ mũi để xì ra. Xì như thế nó sẽ làm một cái áp lực lại lên tai. Cho nên khi sục nước như thế là bạn rất dễ hay bị cái viêm tai giữa. Để hạn chế tình trạng viêm tai, viêm tai giữa, viêm xoang ở trẻ nhỏ khi đi bơi tại các môi trường công cộng, các bậc phụ huynh cần lưu ý trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết cho con khi đi bơi như kính bơi, mũ bơi, nút tai, phao bơi, và cần lựa chọn bể bơi có nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt với trẻ nhỏ, cần có thầy hướng dẫn để dạy bơi đúng cách xử lý khi bị sặc nước.